Em bắt đầu câu chuyện bằng cách là em kể lại một cái sự việc chiều nay nó đã xảy ra, và sau khi mà em tiếp nhận được cái thông tin đó thì em nghĩ rằng là em nên lên mạng để báo cho tất cả mọi người biết cái việc này. Và thực ra thì cái chuyện này mấy bữa nay thì Nhã cũng đã thấy ở trên mạng nhiều anh chị cũng đã cảnh báo mọi người về cái vấn nạn lừa đảo rồi. Tuy nhiên là em nghĩ là họ cũng có những cái họ diễn đạt nó chưa có nó rõ đầu rõ đuôi, hoặc là có thể là cái sự tương tác của nó cũng đang ở mức một cái giới hạn nhất định, cho nên là Nhã nghĩ rằng là Nhã cũng sẽ nên nói cái câu chuyện này ra, bởi vì em cũng gián tiếp trong một phần của câu chuyện đó. Tức là các bạn hồi chiều nay, hồi trưa nay á, tầm khoảng độ 2-3 giờ gì đó thì em nhận được cuộc gọi của một người nhân viên của bên bệnh viện em á. Thì nói chung á là cái cuộc gọi đó thì nó cũng rất bình thường, tại vì là nhân viên cái chị này thì em cũng rất là quý, và mượn tiền, nói chung là vay tiền, mà vay tiền trong tình trạng rất là khẩn cấp. Tức là hôm nay là cuối tuần mà, đúng không các bạn, nó là chủ nhật cuối tuần mà để chuyển tiền thì đâu phải ai cũng có thể sử dụng online được hay gì đó. Mà khi mà một ai đã gọi điện chúng ta để vay tiền thì thường thường á, không biết với mọi người là như thế nào, chứ đối với em á, ví dụ như người nào mà em đã không cho thì em sẽ không cho luôn, nhưng với một người mà em cho là em sẽ không bao giờ hỏi lý do. Tại vì em nghĩ rằng là khi mà người ta đã gọi điện thoại mình để mà vay tiền á thì chắc chắn người ta có việc cần kiếp người ta phải xài rồi, thì cho hay không cho là cái câu trả lời liền. Thì đối với cái người này thì em quá là ok, là tại vì là một nhân viên của em và em rất là tin vào cái sự tử tế mọi thứ của người đó, thì em cũng xin phép được giấu tên thôi, rồi là kể câu chuyện để mọi người biết, mọi người cảnh tỉnh mọi người. Thế thì chị vay em là 39 triệu qua chuyển khoản, tại vì một cái việc gì đó rất là gấp ở dưới quê. Ok, 1 phút 30 giây thì em có nói bên thủ quỹ em chuyển khoản liền xong thì đâu đó khoảng độ 30 phút sau tiếp tục cũng chỉ gọi điện, tại vì chỉ nhắn tin thì em bận lắm, đâu có thời gian đâu mà em đọc tin nhắn đâu, tại vì em đang rất là bận bịu để mà em set up cái cơ sở thẩm mỹ viện thì em không có đọc tin nhắn, thì chỉ gấp quá rồi, thế là chị gọi điện thoại chị lại mượn tiếp tục. Thế là chị gọi em tiếp tục thì bà Nguyễn Tâm ơi, mẹ mình bệnh nặng cái gì, tôi đang nói đây là trường hợp của công ty tôi, đây là người tôi biết, nhân viên tôi biết và tôi rất là quý người này. Thì khi người ta mở miệng mà ta vay tiền như vậy thì tôi nghĩ có vấn, tức là người ta rất là cần người ta mới gọi, tôi không có bao giờ hỏi lý do. Thì chị vay tiếp tục thêm 40 triệu. Thì lúc này thì em mới nói là ủa có việc gì gấp hả chị, phải gấp lắm hay sao mà phải chuyển khoản liên tục như vậy. Thì lúc đó mình chỉ đặt một câu hỏi như vậy thôi, thì chị mới nói là do công việc làm ăn của gia đình chồng dưới quê á, đang cần gấp liền, ngày mai á, là sẽ ra ngân hàng để mà rút và trả lại liền cho Nhã. Thì ok, mình lại chuyển khoản tiếp tục nữa. Thì chuyển khoản xong khoảng độ vừa rồi là khoảng đâu đó 7-8 giờ á, thì chị nhắn tin cho mình tiếp tục, chị kêu mình cứu chị cho chị cái cách làm sao để chị mà có thể xử lý cái vấn đề này. Thì lúc mình lại cũng không có đọc, mình lại bận mình không có đọc, thì chị mới gọi điện thoại trực tiếp cho mình, chị khóc với mình luôn. Thì lúc đó mình mới hiểu, ô trời ơi, hóa ra là lại ha. Mọi người ơi, hiện tại bây giờ trên mạng đó, bây giờ là chiêu trò mới của nó, có thể một số người đã biết rồi, một số người, em nói cho những người chưa biết nha, bây giờ là lừa đảo công nghệ cao rất là đầy dẫy bên ngoài luôn, và nó đánh vào tất cả những người nào mà chúng ta là, thứ nhất là chúng ta không sử dụng mạng xã hội nhiều, chúng ta dùng, nói chung là chúng ta chưa va chạm cuộc sống nhiều, chúng ta chỉ dùng điện thoại để alo nghe gọi thôi, còn chúng ta không có biết những cái mánh lới bên ngoài xã hội đó, thì tụi nó sẽ rất là nhiều cách. Nó đánh vào rất là nhiều cách nha các chị. Hôm qua em có coi video của một chị gái đó là bị lừa đâu đó 1.5 tỷ chỉ vì là mong muốn được làm người mẫu ảnh, đúng không? Có một chị gái nào đó, em nhớ đâu đó là chị Tinh Vân hay gì đó, em đã từng đọc, từng lướt qua em coi và em thoáng qua là cái chiêu trò của nó. Tức là cái chị này là chỉ mong muốn chị ở nhà nhưng mà chỉ được làm một người mẫu ảnh. Thì sau đó chị thấy một cái quảng cáo ở trên Facebook nào đó, thì là tức sao là sẽ là hỗ trợ để tạo công việc tại nhà để cho những người nào làm nghề mẫu ảnh thỏa chí, được chụp ảnh rồi còn được kiếm được cái nguồn thu nhập nữa. Thế là chị ấy mới kích vào đó, thì từ từ nó sẽ rủ chị ấy vào một cái group. Và một cái điểm đặc biệt là mọi người biết là group gì phải không? Group Telegram. Có đúng không? Group Telegram nha mọi người. Vào đó xong nha, rồi sau đó là bắt đầu nó sẽ hướng dẫn cách làm. Đầu tiên chỉ đơn giản thôi là thả tim, thả like những cái video gì đó để nhiệm vụ 1 hoàn thành thôi. Tới cái nhiệm vụ 2 nó sẽ khó hơn chút xíu, đó là chúng ta sẽ hỗ trợ một nhãn hàng ABC nào đó, một nhãn hàng ABC nào đó để sao mình mua một cái sản phẩm, mình mua một cái sản phẩm để mình tích điểm. Thì mua sản phẩm khởi điểm chỉ có
vài trăm ca thôi, không đáng kể. Và nó rất uy tín nha, mua vài trăm ca xong nó sẽ follow, nó sẽ chuyển khoản ngược lại cho mình, nó trả tiền cái đơn hàng đó liền. Và nó làm như vậy, nó làm như vậy vài đơn như vậy, và tiếp tục nó sẽ qua từng bước như vậy, nó để củng cố niềm tin và nó dò xét xem con mồi đó là thuộc tình trạng là cái tuýp người như thế nào. Và mọi người ơi, cứ tiếp tục những nhiệm vụ, sau đó khi nạp tiền vào số tiền lớn hơn, lên tới vài chục triệu, thì có người đã phát hiện mình bị lừa, thì nó lại đánh vào một cái chiêu thức, đó là phải nạp thêm tiền vào thì bắt đầu mới lấy được cái số tiền đó ra, tại vì hiện tại hệ thống đang bị lỗi. Ok, hệ thống đang bị lỗi. Thì thành ra mọi người sao ở trong một cái tâm thế là bây giờ đã mất tiền rồi, vì bây giờ mong muốn lấy ra liền chứ không có muốn kinh doanh, không có muốn kiếm tiền gì nữa mà muốn lấy ra liền. Thì sao người ta bị trong cái cảm giác như vậy, và người ta lại tiếp tục bị thao túng, tiếp tục lại một chiêu trò thao túng. Bây giờ bỏ qua bà Anna Bắc Giang đi, bả bị bắt rồi, trời ơi, bả đang bị tạm giam rồi, hỏi hoài bả đang bị tạm giam á. Tuần sau tụi em sẽ ra tiếp tục cái đơn nhà em 17 tỷ, tuần sau là chồng em sẽ ra gặp BC02 Vĩnh Bình Thuận, tại vì tụi em đã có cái giấy phản hồi của BC02 thành Bình Thuận mời ra để làm rõ và họ xử lý cái đơn của gia đình em. Thì thứ năm tuần sau em tính đi nè, không biết có sắp xếp thời gian đi được không, thì có em sẽ cập nhật cho mọi người. Còn về hôm nay em nói câu chuyện này nha, thì câu chuyện này là để cho mấy chị em mà chơi mạng nè, làm ơn làm phước giùm em, đừng có tin bất kỳ một cái lời nói mời chào nào trên mạng giùm em nha mấy anh chị. Không có cái nào mà nó tốt và nó dễ dàng như vậy đâu. Kiếm tiền bây giờ đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được đồng tiền, chứ không có dễ mà đơn giản mà người ở nhà trên mạng thả vài cái như vậy kiếm được tiền dễ dàng như vậy đâu mấy chị. Tụi lừa đảo bên ngoài nó rất là ghê, rất là nhẫn nhơ. Thì bây giờ cái thằng chiều nay á, nhân viên em nhờ đi chuyển khoản vô nó đó, mai em sẽ báo công an. Em sẽ báo công an, em kêu chỉ đi báo công an luôn, rồi mai cũng sẽ báo công an cùng. Trời ơi là trời, bây giờ lừa cái chị kia bị lừa 1 tỷ rưỡi, bà này hôm nay chắc em nghĩ ít nhất cũng phải 300-400 triệu rồi, chứ không phải đơn giản như vậy đâu. Và mấy anh chị nên nhớ kỹ nha, bất kỳ hình thức nào, cho dù là cái nhu cầu đơn giản thôi, có người thì thích làm người mẫu ảnh, có người thích hàng bán hàng quần áo, có người thích bán đồ gia dụng, có người thích bất kỳ một cái gì đó mà người ta đang có nhu cầu, thì tụi nó đều chạy quảng cáo cái đó, xong sau đó nó rủ vào rút để làm sao ạ? Để nó sẽ tìm cách, nó sẽ tìm hiểu cái người đó qua từng bước một, để nó biết rằng tình trạng kinh tế người đó có bao nhiêu, và nó sẽ dùng những chiêu trò để làm sao rút tiền từ tài khoản người ta một cách từ từ đến mất 1 tỷ rưỡi trong vòng từ 1 giờ cho đến 6 giờ chiều là cái chị kia. Còn đây là nhân viên của em nghĩ là mất phải ít nhất 300 triệu. Bây giờ vẫn chưa biết con số mất là bao nhiêu, tại vì chồng chỉ chơi chứ không phải chị. Rất là đau lòng nha mọi người. Em cảnh tỉnh cho mọi người nha.